Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện về nên dùng nước hoa niche hay nước hoa design. Đó. Nên mua dòng nước hoa nào. Đó. Bởi vì hôm trước là một số bạn cũng đã inbox hỏi mình là liệu có phải nước hoa niche mùi hương hấp dẫn hơn, hay hơn và sâu sắc hơn nước hoa design. Do đó là trong cái video của mình hôm nay thì mình sẽ đưa ra một vài cái quan điểm đó, để hy vọng là các anh em dựa vào đó chọn cho mình một mùi hương nó hợp với cái giá tiền của mình, với cái style của mình. Ok, và trước tiên chúng ta trò chuyện thì mình muốn khoe một chút với các anh em, đó là mình vừa thử được một số mùi hương mình cảm thấy rất là ok, mình cảm thấy rất là thích, giá rẻ nhưng mà chất lượng là của niche. Đó là One More Moschino, Sinjon Unforgettable và Halloween Man Shot. Đó, chai nước hoa này, ba chai nước hoa này mùi hương đều giá rẻ và mùi hương đều rất là độc đáo, rất là cuốn hút. Đó, mình đánh giá nó mùi hương chất lượng ngang với các dòng nước hoa của niche luôn. Trước tiên để mình đưa ra một số vài quan điểm của mình thì mình cũng xin nói với các anh em là bản thân mình cũng sử dụng niche, nước hoa niche đó, chứ không phải là chỉ mỗi là dòng design, bởi vì mình biết là từ trước đến giờ mình chỉ review những chai nước hoa của design và rất là ít. Mình nhớ chỉ có một chai Amart Reflection là mình review, với chai Mancera Citrus Boy nữa. Mancera cũng là nước hoa, là nhà nước hoa niche nha các bạn nhé, không phải là design, anh em nên lưu ý, không nên không nên lần nhầm lẫn thông tin đó. Thì bản thân mình cũng sử dụng nước hoa niche đó, ví dụ như ở đây mình đang sở hữu một số chai thôi, mình chỉ giới thiệu cho anh em một số chai thôi, ví dụ như là Acqua di Parma Leather này, The Plume de Martin Herald, Create Nidori Sauvage, Amart Reflection, và ví dụ như nữa là bộ đôi của nhà Sacre Luton, Umbos Vani và Chikui. Đó, ở đây mình chỉ giới thiệu một số chai thôi, chứ cũng không phải là diễu tuần hành diễu binh gì cả mà phải lôi hết ra. Trước tiên chúng ta hãy hiểu khái niệm thế nào là nước hoa niche và thế nào là nước hoa design. Nước hoa niche thông thường theo khái niệm cũ đó là dòng nước hoa của các cái hãng sản xuất chỉ chuyên về nước hoa. Họ thường dùng những cái nguyên liệu cao cấp và có một cái số lượng hạn chế khi mà sản xuất ấy, và nhiều khi rất khó để mua được một chai nước hoa của nhà niche đó. Còn nước hoa design là để chỉ những cái hãng nước hoa thường do một công ty kinh doanh ngành nghề khác như là thời trang, kim hoàn, mỹ phẩm, xe hơi đó. Có nghĩa là nước hoa chỉ là một trong những cái nhánh sản phẩm của họ mà thôi, chứ họ không chuyên về nước hoa như những cái nhà nước hoa niche. Thế nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại, cái khái niệm đó nó gần như là đã cũ rồi. Nó không còn chính xác 100%. Bởi vì hiện tại những cái nhà nước hoa design, ví dụ như là Dior, Armani, Tom Ford, Chanel, họ đều phát triển những cái dòng nước hoa cao cấp mà chất lượng tương đương với niche đó. Ví dụ như Dior thì có Dior Private Collection, Tom Ford thì có Private Blend, Armani thì có Armani Private, vân vân đó. Thì tất cả những cái dòng nước hoa cao cấp của họ đều đánh giá là mùi hương rất là độc đáo và có giá thành cũng không hề rẻ, rất là đắt đó. Trong khi niche thì như là ví dụ như những cái nhà, một số nhà như là Creed, Sacre Luton, Mancera, Frederick Moore thì họ cũng sản xuất đại trà, và các bạn có thể mua những cái sản phẩm của dòng nước hoa niche
ở trên các web online lớn, ví dụ như là Fragrance X đó, hoặc là Sephora vân vân. Các bạn vào những trang web đó hoàn toàn có thể order được. Thì ở một cái bài báo, ở đây mình trích dẫn ở một cái bài báo trên tạp chí The Perfume Magazine Exclusive, nhà sáng chế nước hoa Frederic Moore đã nói niche đã chết. Ở mọi sự kiện, niche đã không còn là niche. Niche có nghĩa là nhỏ bé, nhưng mà một thế giới mới đã đến với niche khi mà nó chiếm 65% hàng hóa ở khu thương mại Saks Fifth Avenue. Làm sao mà có thể gọi đó là niche khi nó có số lượng lớn và phổ biến trên toàn cầu? Mình nói như thế có nghĩa là cái khái niệm design và khái niệm niche hiện tại nó rất là mập mờ đó. Và mình nghĩ là gần như là không có một cái sự khác biệt quá là lớn, mà chỉ có những chai nước hoa mùi hương tốt và những chai nước hoa mùi hương không tốt của các hãng khi mà họ chế tạo ra một chai nước hoa. Chứ còn về cái khái niệm cơ bản là gần như không có sự khác biệt lớn. Ok. Thứ hai, mùi hương của niche là luôn luôn độc đáo và mùi hương design là bình dân. Từ trước đến nay thì mình thấy là đa phần chúng ta hay mặc định mùi hương của dòng niche thường là phải nó đắt đỏ, mùi nguyên liệu cao cấp, do đó là mang tính độc đáo, không đụng hàng nữa. Còn trong khi nước hoa của design thì nó sản xuất với số lượng lớn và nguyên liệu thì cũng không phải là quá là đặc biệt, cho nên là mùi hương thì nó bình dân. Đó, thường là các anh em, mọi người mình thấy là đa phần đều có một cái định nghĩa như thế. Vậy điều đó có đúng hay là sai? Ở trong một cái video của kênh channel Brooklyn Fragrance Lover, do lý do bản quyền nên mình chỉ để link bên dưới để các bạn xem để tham khảo, thì ông ấy đã test mùi hương cùng với hai YouTuber về nước hoa rất là nổi tiếng, đó là Roger Lessence và Drag Dog. Đây là hai người có trình độ chuyên môn về nước hoa rất là cao. Một người là có lượng sắp nước hoa là 60.000 sắp và một người là 34.000 sắp. Đó, hai người đó đều có kiến thức nước hoa rất là chắc. Thì ông ấy đã xịt test mùi hương và với điều kiện là hai YouTuber đó không được phép nhìn chai nước hoa mà ông ấy đã xịt. Và sau đó hai người đó ngửi mùi hương và kết luận đó là mùi hương của niche hay là design. Thì kết quả là có 3 chai nước hoa, đó là Hanson Amber Man giá $20 bán trên Amazon, John Van Vartort Dark Reaper $92 cho 125ml, và Perry Ellis Out Black Vanilla Absolute $38 trên Amazon. 3 chai nước hoa đó, hai YouTuber kia họ đều nhầm lẫn mùi hương là niche chứ không phải là design. Vậy câu hỏi mình muốn đặt ra cho các bạn, nếu như bây giờ một mùi hương của niche được để trong một chai nước hoa của design, và ngược lại, một mùi hương của design được để trong một chai nước hoa của niche, thì các bạn có dám đảm bảo rằng các bạn phân biệt được mùi hương nào là của niche và mùi hương nào của design? Liệu mọi người có phát hiện được hay không? Hay là hoàn toàn chỉ dựa vào tên thương hiệu, giá tiền rồi kết luận mùi hương đó là không hay, mùi hương này là ok? Đó. Nói rộng hơn, nếu như niche có những mùi hương rất hay, rất là độc đáo, thì dòng design cũng thế. Ví dụ như niche có Creed Aventures, Amour Interlude, Amour Reflection, Jo Malone, English Pear, vân vân, thì design cũng có những cái mùi hương cực chất như là Disquiet Royal, Portion Black, Thierry Mugler, Pour Mort, Encarnoil, Lolique, đó, vân 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 vân. Cái mà mình muốn nói với các bạn ở đây đó là gì? Khi mà các bạn chọn một mùi hương hay ngửi một mùi hương, cái điều quan trọng nhất đó là hãy gạt bỏ những cái định kiến niche hay là design. Khi mà các bạn nhìn thấy một chai nước hoa, đừng để nó ảnh hưởng đến cái cảm nhận của bạn khi mà ngửi mùi hương đó. Bởi vì khi mà các bạn đã có cái
cái định kiến như thế, nhưng chắc chắn là các bạn sẽ có những cái sai lệch khi cảm nhận của mùi hương. Thứ ba, mùi hương đắt tiền, độc đáo hay cảm xúc. Thì nhà sáng chế nước hoa Aurelien Guichard đã nói: "Tôi không thấy có cái sự khác biệt giữa nước hoa niche và nước hoa không phải là niche. Tôi chỉ ngửi mùi hương đẹp được tạo ra bởi một thương hiệu nhỏ và lớn, và mùi hương và một mùi hương không tốt của thương hiệu nhỏ và lớn. Tôi quan tâm đến những cái thành công của những cái diễn viên của nền công nghiệp nước hoa. Dù họ là niche, không phải là niche, nhỏ, không nhỏ, nổi tiếng, không nổi tiếng, đó đều là những chai nước hoa đẹp và độc được chế tạo bởi những người yêu thích những gì họ làm." Vậy điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù nước chai đó là một chai nước hoa đắt hay là một chai nước hoa rẻ, có thương hiệu hay không có thương hiệu, điều đó không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất đó là mùi hương đó, nó gợi mở chúng ta điều gì, nó mang lại cho chúng ta cái cảm xúc nó như thế nào, đó mới là cái điều quan trọng. Khi mà các bạn có một cái suy nghĩ là phải chơi, phải dùng, phải mua những cái chai nước hoa đắt tiền bởi vì mùi hương nó độc, thì mình chắc chắn một điều là các bạn sẽ bỏ quên, sẽ lãng phí những cái chai nước hoa tưởng như rất là bình thường, giá cả vừa phải, không hề đắt, nhưng cái mùi hương của nó, những cái gì nó đem lại đến cho các bạn khi các bạn ngửi, thì nó có những cái ấn tượng không thua kém gì những chai nước hoa đắt tiền đó. Ở đây là mình không phải là mình chê bai niche, không có những cái chai mùi hương tuyệt vời nhá, mà mình cũng rất thích ví dụ như là xem nào, MFK Out hay là Golden Spirit Double Vanilla, những cái chai đó thuộc dòng niche mình cũng rất là thích, chứ không phải là mình không thích. Nhưng mà tất cả ở đây mình muốn nói, nước hoa nó là một cái sản phẩm nghệ thuật. Thì khi mà các bạn đã coi nó là một cái gì đó nó về nghệ thuật, thì đừng bao giờ để những cái giá trị về đồng tiền, về thương hiệu này nổi tiếng hay không nổi tiếng, nó ảnh hưởng đến các bạn. Và mình sẽ có những cái nó không được chuẩn khi mà chọn và nhìn thấy một cái thương hiệu nào đó để mọi người đó. Thứ tư, thế giới nước hoa rộng lớn. Để mình nói với các bạn này này, cái kiến thức về nước hoa nó là vô cùng, và trên thế giới có hàng nghìn thương hiệu nước hoa đó. Các bạn đừng bao giờ để mình bị bó buộc vào chỉ, các bạn đừng bao giờ để mình bị bó buộc vào một cái lượng sản phẩm gọi là cao cấp đó. Bởi vì bên cạnh đó còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác cũng hấp dẫn, cũng có cái sự đam mê, cũng có những cái sự cảm xúc mang đến cho các bạn. Nói, mình nói ở đây ví dụ Avengers Infinity War chắc chắn là một bộ phim bom tấn rồi, kỹ xảo tốt, diễn viên tốt, bởi vì nó được đầu tư với một số tiền khủng khiếp. Thế nhưng bộ phim Get Out, đó, bộ phim kinh dị cực kỳ, vừa được giải đề cử Oscar, kinh phí của nó chỉ khoảng mấy chục triệu đô thôi. So với những cái bom tấn thì kinh phí thực sự là nó quá là khập khiễng, gần như là không thể nào mà so sánh được. Thế nhưng mà các bạn hãy xem và những cái gì nó mang lại cảm xúc cho các bạn, nó có hay hay không. Ví dụ như là Baby Driver, Get Out vân vân, đó đều là những cái phim có cái kinh phí làm không phải là quá cao. Thế nhưng mình chắc chắn là các bạn khi mà các bạn xem thì các bạn sẽ phải ồ lên, tại sao một bộ phim hay như thế mà kinh phí không hề quá đắt đỏ. Tất nhiên những bộ phim bom tấn mình xem bao giờ chúng ta cũng cảm thấy mãn nhãn về hình ảnh, chất lượng, kỹ xảo, bởi vì nó được đầu tư tiền, chắc chắn nó sẽ phải như thế, đúng không? Thì nước hoa ở đây cũng thế, nước hoa niche hay design, đắt tiền hay không đắt tiền, điều đó không quan trọng. Quan trọng là các bạn hãy cứ
open, đúng không? Đừng bao giờ để mình bị giới hạn vào một cái điều gì đó. Hãy cứ open. Thế giới nước hoa quá là rộng lớn. Các bạn đừng bao giờ để bị bó buộc vào một cái điều gì đó. Đắt hay rẻ, cao cấp hay không cao cấp, chỉ khi các bạn ngửi, các bạn mới có thể tự cảm nhận được. Đó. Thì trên đây là những cái quan điểm của mình khi chọn nước hoa design hay là niche. Ở đây mình chỉ nêu những quan điểm của mình, còn quyết định là ở các bạn. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.